đàn Nhật Shinano, còn rất là đẹp, một cây đàn từ thập niên 70, đã 50 tuổi rồi nhưng mà còn rắn giỏi, liền lạc và gần như là không thấy vết xước, rất ít không vết xước. Cây này có chỉ cần đấy, khóa còn đẹp sáng, âm thanh thì rất tốt trong tầm giá. Bạn nào có nhu cầu thì các bạn liên hệ Shinano GS150 nhé. Cái này khá là đẹp, có chỉ cần này, hình thức hình liền là sơn xì khá đẹp, hòa zin sáng, bạn chân chu. Xin cảm ơn các bạn.